Hello các bạn, hiện tại mình đang ở ngay chỗ chùa Long Thành cả nhà. Thì bữa nay là tiệc buffet ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô trong tham quan có gì ha. Mời cả nhà vô trong coi nha. Đó. Đây trước tiên mình vô là nãy mình có vô rồi đây. Mình có mua đồ nè cả nhà. Đó, mua đống luôn. Đó. Đây là tham quan chùa nè. Đó, khách đến cũng khá đông luôn rồi cả nhà ơi. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ vô trong tham quan nha cả nhà. Chay đây. Đó, quá đông luôn cả nhà ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong là chánh điện nha cả nhà. Đó, chánh điện ở trong nè. Bữa nay bà con đi ăn bánh tiệc buffet quá đông luôn. Đó, quá đông luôn. Và tiếp tục là phía bên đây là chúng ta sẽ thấy một hàng dãy của La Hán nè cả nhà. Đó. Thấy chưa? Nguyên một vườn bông giấy. Đó, bông hoa sứ nha cả nhà. Xin lỗi cả nhà. Đó, vị La Hán của chúng ta nè. Phía trước là ông Phật Di Lạc. Và sát bên chúng ta sẽ gặp được mấy và Quan Âm. Đó, La Hán này là Hán tiểu sư nha cả nhà. Cả nhà ơi, đó phía bên đây nè cả nhà, đó bên đây là sẽ cái nuôi ao cá luôn nha cả nhà ơi, đó. Bà con đến đây rất là sớm luôn, thì buffet này đãi từ 10 giờ cho đến 1 giờ trưa là sẽ hết nha cả nhà. Và video của mình đã đến đây là kết thúc rồi ha cả nhà. Thì nếu các bạn thích video của mình thì các bạn cho mình một like và bấm nút share để ủng hộ kênh mình nha. Hẹn gặp cả nhà.